Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thật sự là một ngày thật tuyệt vời đối với kênh YouTube Sun Fan của mình, khi kênh của mình nhận được phần thưởng nút bạc YouTube, khi kênh đạt được 100.000 người đăng ký. Và giờ đây mình rất là vui và mình muốn chia sẻ niềm vui này tới 100.000 trái tim, những người bạn đã đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Nhờ có các bạn mà mình mới có được như ngày hôm nay, và nhờ có các bạn mà mình mới đạt được phần thưởng cao quý này. Và bây giờ mình sẽ khui nút bạc này nhé, để khoe với mọi người. Phần thưởng này thì mình đã nhận được ngày 5 tháng 11 rồi. Nhưng mà do mình bận quá, mình chưa có thời gian để khui nó. Và ngày hôm nay mình sẽ thực hiện khui cho các bạn xem cái nút bạc này như thế nào nhé. Thực sự mình cũng chưa bao giờ thấy cái nút bạc này cả. Cái phiếu hải quan, biên lai thu thuế và lệ phí hải quan. Thì cái lệ phí này trong này thấy ghi là hết 1.327.000. Thực ra là mình nhận phần thưởng này mình không tốn một xu nào, mà công ty họ đã thanh toán cho cái bên hải quan rồi. Gồm có 3 tờ như thế này. Rồi bên trong cái hộp này nhá. Đây, bên trong hộp này mình sẽ tháo ra nhé. Đầu tiên nó là một cái miếng mút để tránh va đập với cái nút bạc này nhé. Rồi tiếp theo đó là một cái bức thư chúc mừng của công ty YouTube gửi cho mình, thì viết toàn bằng tiếng Anh. Thực ra là mình cũng không rõ tiếng Anh cho lắm. Và bên dưới ở đây là một cái chữ ký của giám đốc công ty YouTube. Bên này mặt trắng nhé. Rồi tiếp theo ở đây là một cái phiếu này là phiếu đổi nút bạc. Nếu như cái nút bạc của mình bị móp hoặc là bị sai gì đó thì mình có thể gửi lại, họ đổi cho cái khác. Và cuối cùng ở đây họ để cái nút bạc ở trong một cái bọc bóng như thế này đó. Trên nút bạc này có ghi tên của mình nhé, tiền kênh của mình đó là Sun Fan. Khi đạt được 100.000 sub. Nút bạc này, ở đây là một cái gương soi biểu tượng của YouTube. Ở mặt sau chỉ là cái móc treo thôi các bạn. Cái mẫu mới của năm nay đấy. Trước đây mình thấy nghe nói là cái nút bạc này nó to hơn, nhưng bây giờ nó làm nhỏ gọn hơn và rất là đẹp. Bên dưới là cái gì đây? Mình cũng không biết, đây là biểu tượng của YouTube thôi. Là một cái túi chống ẩm. Một lần nữa, Thanh Xuân xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn. Mình chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chào.